Qua lại với người có gia đình, cô gái bị túm tóc đánh ghen ngay trong đêm giao thừa. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ bài viết tài khoản TM, tố chồng ngoại tình kèm theo đó là hình ảnh và bằng chứng qua lại giữa chồng và người phụ nữ, được cho là bồ nhí khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, vụ đánh ghen được cho là xảy ra vào ngày 15 tháng 2, tức 30 Tết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vì được cho là có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình, nên cô gái trẻ bị vợ của người tình tìm đến tận nơi đánh ghen giằng mặt. Đáng nói, sau thời gian theo dõi, chị vợ cùng một số người thân trong nhà đã bắt quả tang chồng cùng nhân tình hẹn hò nhau trong nhà nghỉ. Ngay sau đó, cả nhóm đã xông vào túm tóc, đánh ghen ngay trong đêm tối. Thay vì chịu trận, cô bồ nhí cũng liên tục giật tóc, đánh trả chứ không chịu yếu thế. Trong khi người vợ cùng gã chồng đang lớn tiếng đôi co, thì cô nhân tình đã bị nhóm người túm tóc ngồi thụp bên đường. Cô gái có lên tiếng, cô bỏ cháu ra, cháu không chạy. Nhưng vì sợ cô bồ nhí chạy mất, một người lại túm tóc nói, phải giữ nó vào, không thể nói chuyện với nó được. Sau đó, người phụ nữ áo trắng lao tới giật tóc, đánh cô nhân tình rồi nghiến răng mắng mỏ. Mày nhìn chị tao khổ chưa, còn hai đứa con nhỏ ở nhà, chúng mày đi chơi đồ đạc, lấy tiền của nhau à? Bị mắng, cô nhân tình chỉ biết im lặng, đưa tay giữ tóc chịu trận, còn người phụ nữ đứng cạnh đó thì cũng lên tiếng đề nghị nói chuyện bình thường. Chứng kiến sự việc, một số người đi đường đã xông vào can ngăn và cho rằng có gì nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều người cho rằng tranh vợ cướp chồng người ta thì không ai bên. Vừa ra tay túm tóc, người vợ vừa phân bua, nó qua lại với chồng cháu mà nó dám láo. Sự việc trên sau khi được chia sẻ lên mạng đã khiến nhiều người xôn xao, tài khoản AFL bức xúc. Biết là có chồng ngoại tình thì lỗi phần nhiều là ở người đàn ông. Tuy nhiên, cô nhân tình cũng không vừa, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta mà chẳng có chút xấu hổ, ngại ngùng gì, còn lên giọng thách thức. Một bạn khác bình luận, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa ghen và ghét nhỉ, đôi khi vì quá ức chế nên người ta mới không nhịn nổi nữa dẫn đến đánh nhau thế này. Chẳng phải vì còn yêu chồng hay muốn giữ chồng đâu, đánh cho bỏ ghét mà thôi. Trách thì trách người chồng thiếu chung thủy khiến vợ còn phải khổ. 30 Tết rồi mà còn phải đi đánh ghen thì còn gì là Tết nữa. Không rõ sau đoạn clip ngắn nói trên thì sự việc được giải quyết ra sao, liệu mối quan hệ ngoài luồng của anh chồng với cô bồ nhí có chấm dứt hay không. Tuy nhiên, việc người vợ cùng người thân gia đình bắt quả tang ngoại tình là không thể chối cãi. Nhiều người lên tiếng chỉ trích cô gái đã chen chân vào gia đình người khác và phê phán thói tràn hòa của người đàn ông trong vụ việc nói trên. Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao và khiến nhiều người bàn tán. Những vụ đánh ghen như thế cũng chẳng còn mới mẻ. Chưa biết cuối cùng sự việc trên được giải quyết ra sao, tuy nhiên, sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip trên vẫn đang được thu hút sự chú ý và bàn tán xôn xao từ người dùng mạng.